Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Tiki Food của mình, kênh chia sẻ các món ăn ngon và niềm đam mê ẩm thực. Hôm nay mình sẽ làm cái món ba chỉ ram nước mắm. Thì món này thì nó không có xa lạ gì, nhưng mà làm được món này thì mình cũng đã chuẩn bị các nguyên liệu cũng như là các công đoạn để làm. Sao? Và để làm cái món thịt ba chỉ ram nước mắm đó các bạn, thì mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như là ở đây mình cần 400g thịt ba chỉ ha. Thịt ba chỉ thì ở đây á, mình lựa cái loại thịt nạc nhiều chút ha. Ha. Rồi các gia vị gần có thì để mình làm nó thì còn có tỏi, hành, băm, tiêu, nho, đường, dầu hào và nước mắm ngon. Có ớt nữa nha các bạn. Mình cần có ớt nữa nếu mà ở nhà mình ăn cay, hành lá. Rồi trước tiên đó là để cho cái miếng thịt chúng ta ngon thì chúng ta phải luộc cái thịt này nha các bạn ha. Mình phải luộc sơ cái thịt này đã. Để cái chúng ta luộc cái thịt heo đó các bạn, thì mình sẽ bắt lửa lên ha, bật ga lên nha các bạn. Bật ga lên thì mình sẽ cho một vài lát gừng vô đây nha các bạn. Ở đây thì mình cho một muỗng muối vô nha, để mình luộc cái thịt này nha các bạn. Các bạn cho ít muối thôi, không cần nhiều nha. Để mình thử đi cái mùi heo ha. Bây giờ mình bỏ thịt heo này vô mình luộc nha các bạn. Rồi chờ cái luộc thịt heo này nó chín đó các bạn, thì chúng ta sẽ vớt ra ha. Rồi các bạn, sau khi cái thịt của mình á, mình luộc xong rồi các bạn ha, mình rửa lại bằng nước lạnh nha các bạn. Và mình để cho nó ráo ha, càng ráo nước càng tốt nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng con dao nhọn hoặc là cái cây nhọn nào cũng được, mình xăm vô cái da này nè, xăm cho nhiều vô ha, cho nó lủng vô cái da này với lại lủng xung quanh ha. Rồi các bạn xăm đều giùm mình ha, chúng ta xăm đều hết đó, ta xăm đều hết, đặc biệt là cái da các bạn xăm cho đều giùm mình ha. Rồi khi xăm xong á các bạn, mình dùng hai cái miếng chanh mình nhắc mình chà lên ha, một miếng đây và một miếng ở đây ha, chúng ta nhắc nước cốt chúng ta đều lên, thì cái chanh này nó sẽ làm cho cái thịt chúng ta sẽ ngon hơn, thơm hơn ha. Chúng ta chà chanh lên cái lớp da này. Rồi ở đây chúng ta sẽ tha một lớp muối nhẹ nhẹ các bạn ha, nhẹ thôi, ít thôi, tha đều hết muối luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem chiên cái phần thịt này nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình bắt cái chảo lên các bạn, mình chờ dầu nó sôi thì mình nhỏ lửa ha, mình nhỏ lửa thiệt là nhỏ lửa. Rồi mình sẽ chiên cái phần thịt này nha các bạn. Đầu tiên là các bạn hãy bỏ cái phần da xuống trước nha. Đó, mình bỏ cái phần da, mình chiên cho cái phần da này nó giòn trước ha. Các bạn riu riu lửa thôi nha. Rồi mình chiên như nào nó vàng đều hai bên đó, cái mình bắt xuống. Mình các bạn nhớ đậy nắp để nó đừng có văng nha. Rồi trong khi mình chờ đợi để cái thịt mình chiên nó vàng đó các bạn, mình sẽ tạo một cái hỗn hợp nước sốt để chút nữa mình bỏ vô thịt ha. Tiên thì ở đây phần dầu hào và nước mắm đó, mình cho ít nước mắm lại ha, đường chúng ta cho đường ha, cano đây mình cho hết phần tiêu luôn. Ở đây thì mình nặng một miếng chanh nha các bạn. Cái chanh này thì mình có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong các video clip của mình là nó không có tạo mùi ấy ha. Ở đây mình cho miếng hành lá, miếng hành băm. Rồi các cái gì còn lại thì bây giờ chúng ta thấy được cái hỗn hợp lên thôi. Ở đây thì mình có thể là làm cay, nhưng mà mình do mình làm cho em bé ăn, bé nhỏ ăn cho nên mình không thể làm cay được nha các bạn. Rồi các bạn, cái phần thịt của chúng ta đã chiên ha, chiên lại ha, chúng ta đã ram lại cho nó giòn, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Cái phần thịt này các bạn thấy rất là giòn đúng không? Nè, nó rất hấp dẫn ha.
Bây giờ chúng ta sẽ cắt ra cái miếng vừa ăn, rồi chúng ta sẽ khều lên, chúng ta cho cái phần hỗn hợp nước mắm hồi nãy chúng ta làm á là xong nha các bạn. Rồi sau khi thịt chúng ta chiên giòn, chúng ta sẽ chặt ra cục miếng vừa ăn vậy các bạn ha. Rồi đây là cung đoạn cuối cùng, các bạn sẽ cho một cái nồi lên, các bạn cho một muỗng dầu ăn vô ha. Rồi các bạn, cái tỏi, cái hành băm đó các bạn cho vô hết cho mình, với lại cái hành lá nè. Rồi bây giờ các bạn phi cho hai cái này nó vàng cho nó thơm lên ha, cho nó thơm mùi luôn ha, cho dậy mùi luôn. Sau khi nó vàng mình rồi sau khi nó vàng nó vừa dậy mùi thơm đó các bạn, mình cho hết cái hỗn hợp này vô đây nha, cái hỗn hợp sốt hồi nãy các bạn mình cho vô đây. Và bây giờ chúng ta cho hết cái phần thịt heo chúng ta ấy. Bây giờ các bạn chỉ cần đảo đều thịt heo này lên trong vòng 3 phút. Các bạn đảo đều thịt heo này lên trong vòng 3 phút cho mình cho nó thấm gia vị nha. Các bạn, sau khi mà mình làm cho nó rút nó sệt khô nước mắm lại ha. Thì bây giờ mình tắt ga, mình trình bày ra nha các bạn. Rồi sau khi mình đã làm xong các công đoạn mà mình trình bày ra này các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Để mình làm cận cảnh cho các bạn coi ha. Thì ở đây thì mình ram, thì cái da thịt heo các bạn thấy không? Rất là giòn, rất là ngon ha. Rất là giòn ha. Rất là hấp dẫn các bạn ha. Thì để làm được cái món này á, thì mình đã hướng dẫn các bạn từ đầu tới cuối rồi. Và trong cái món này thì cái da của thịt heo thì nó không khác gì heo quay cả, nó vẫn ngon giòn do mình thịt heo mình phải luộc trước, luộc bằng muối và gừng để khử cái mùi và giữ lại được mùi thơm của thịt heo. Và trong quá trình mình chiên, trước khi chiên mình ướp, mình thoa nước chanh lên, cốt chanh với lại mình thoa muối lên thì làm cho cái da có giòn ha, da giòn có màu rất là đẹp. Rồi đặc biệt trong cái món này thì mình quay theo cái kiểu là ram nước mắm, thì thịt heo mình sắc nhỏ ra, sau khi mình hỗn hợp nước mắm rồi đường muối cờ no rồi dầu hào, có dầu hào trong đó là đặc biệt ha. Thì phi hành tỏi thơm lên, thì khi đó mình khều lên thì nước mắm nó thấm vô từng cục thịt này á, thì tạo ra một hương vị rất là đặc trưng ha. Thì để làm được cái món này thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Mình đã chia sẻ cho các bạn một cái món ăn dân dã gia đình rồi. Thì các bạn thấy video clip này hay, ý nghĩa thì hãy like, share và comment bên dưới nếu có gì thắc mắc nha. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cho mình nhiều động lực hơn nữa để phát triển cái kênh YouTube lên, cũng như là chia sẻ cho các bạn nhiều video clip hay ý nghĩa hơn. Nhớ nhấn cái chuông ở bên phải để nhận được những cái thông báo về những cái video clip mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn, xin chào mọi người, chúc mọi người thành công và ngon miệng nha.